chào chị Cát Tường. Chào em. Chào anh Quyền Linh và chào các bạn khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Dạ em tên là Hương. Năm nay em 26 tuổi và em đang công tác trong ngành công an ạ. Công tác trong ngành công an. Wow. Rồi bây giờ đợi bạn trai của mình nha. Dạ. Căng à, bữa nay căng rồi nha. Mời bạn trai. Chào khán giả và chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Thắng. Hiện đang công tác tại công ty quảng cáo và thiết kế. Dạ, chọn. Cái gì mà người ta mới ra mà cười người ta dữ vậy trời. Dạ, em... Cao dữ ta. Dạ. Dạ em cao 1m75 mà. Sao nữa? Dạ cân nặng thì 75kg, sức khỏe thì tốt. Cái gì dạ mà không? nghe công an xong rồi giống như là khai lý lịch vậy. Tình hình tâm lý hiện nay thế nào? Dạ ổn định ạ. Ổn định đâu. Dạ vâng ạ. Huyết áp nhiều. Dạ hơi lên tí thôi anh, nhưng mà từ từ xuống dần. Hơi hồi hộp chút á. Dạ vâng. Thôi để công an lên tiếng trước đi. Dạ. Em giới thiệu rõ về công việc mình chút xíu. Dạ. Hiện tại là em đang công tác tại bệnh viện 30/4 chị. Thì em làm công việc hàng ngày là công việc hành chính nên em tiếp xúc với máy tính giấy tờ nhiều chứ tiếp xúc với người thì hơi ít. Thật ra là em bị ế. Ủa bệnh viện nó cũng đông lắm mà ta. Dạ. Sao mà ế? Nói chung em làm từ sáng tới tối là em chỉ ở phòng em thôi. Còn ví dụ trên khoa các bác sĩ với lại y tá bệnh nhân á, thì ở khoa khác. Thật ra là em cũng không có lên các khoa đó, em cũng không có được giao lưu tiếp xúc nên là... Trước giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ rồi chị, em có một mối tình là lúc mà em chuẩn bị ra trường đại học thì em quen và em mới chia tay được 7 tháng. Ở bên kia sao, có mối tình nào chưa? Dạ trong thời gian còn em đi làm chị em cũng quen mà sau thời gian đó thì chúng em xa về khoảng cách với chúng em là chia tay rồi chị ạ. Xa là xa bao nhiêu? Dạ 1400 km. Là từ đây ra Hà Nội anh. Tại vì xa là chia tay hả? Dạ, em dùng... Chị đâu có yêu đâu. Nó yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội Hà Nội cũng bay ra luôn. Dạ em bay liên tục mà không thấy gì được nên em thôi luôn ạ. Bây giờ còn yêu bạn ấy không? Dạ không rồi. Thiệt không? Dạ thật ạ. Có nhớ không? Dạ không rồi. Qua là qua luôn đi. Bây chứ giờ nhớ ai? Dạ nếu bạn cứ bên không biết. Nhớ bạn kế bên. Chưa gặp mà nhớ hay quá ha. Cũng dạ. Dẻo miệng dữ ha. Dạ liên tưởng tí thôi chị ạ. À bây giờ muốn tìm người yêu thế nào? Dạ theo em thì tìm một người là biết hiểu và quan tâm và chia sẻ cho mình giúp công việc ngoài và cuộc sống. Nãy giờ nghe bên kia nói như vậy đó, cảm xúc người ta vậy thì em cảm thấy như thế nào? Rồi nhớ em rồi đó. Em thấy bạn đó chắc đang hình dung về em chắc là rất là đẹp đẽ. Rất là lý tưởng. Ủa chứ em cũng lý tưởng đẹp đẽ vậy. Em thì cũng có những cái ưu điểm nhưng cũng có những khuyết điểm chị. Em giới thiệu những ưu điểm khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là em biết hát một tí, lại có sáng tác thơ được một chút. Bây giờ em có thể là hát một tí hoặc là một bài thơ nhỏ nhỏ cho anh nghe để anh nhớ thêm. Dạ vậy em xin tặng chị với anh với lại bạn bên kia với các bạn khán giả một bài thơ là em cũng hơi lâu rồi nhưng mà em làm và em tặng cho mẹ em. Dạ. Em xin đọc ạ. Ngoài kia xô bồ quá, con muốn ở nhà thôi. Mẹ gọi dậy mỗi sáng, 5 phút nữa mẹ ơi. Ngoài kia xô bồ quá, con muốn ở nhà thôi. Ăn bát canh rau lạ, thỏa những ngày nắng nôi. Ngoài kia xô bồ quá, con làm nũng chút thôi. Mẹ đừng lo gì nhé, con của mẹ lớn rồi. Hết ạ. Ngoài kia xô bồ quá thôi ở nhà luôn đi. Lấy chồng chi. Ta bài thơ thương mẹ mà để cho mẹ yên tâm, con gái lớn rồi mà anh này. Bây giờ người ta gặp nhau, tao nói thơ tình yêu này kia, con biết thơ tình yêu không? Dạ em biết đó. Làm bài thơ tình yêu rồi kia sắp hàng chơi coi. Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy đèo cũng qua. Nhà em xa mấy anh cũng tới. Thơ đó hả? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng leo mà em nhớ có cuộc tình nào của anh hơi xa tí, anh đâu có leo chị đó, thấy chưa? Tại vì lúc mà về thì người đó đã lấp vào khoảng trống đó rồi thôi thì mình không thể nào mà
kéo được nữa thì thôi, mình cũng đành chấp nhận. Hỏi coi nhà nó xa không? Hỏi đi, chứ để Hà Nội nó mệt à. Nhà em ở ở đâu mà em? À, dạ, hiện tại thì em đang ở nhà tập thể của cơ quan, thì em ở tại Sài Gòn này luôn. Còn ba mẹ em là ở Bình Phước anh. Có 100 cây thôi anh à. Bình Phước gần mà, anh có thể anh đi xe xuống nước cũng được mà. Dạ. Dạ. Mà em thì em ở đây công tác lâu dài anh à. Dạ. Anh biết mà. Không có, không phải lo về nhà đâu. Chưa gì mà kệ người ta đi, để cho người ta đi. Khu này sợ người ta không tới hay sao vậy? Em nói rõ tình hình chị. Hồi nãy mới nói cái sở trường, còn cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm của mình là cái dạ, gì? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết ủi đồ. Chứ bình thường mặc đồ ai ủi? Em ủi. Tôi khoái cái nụ cười này nha. Nụ cười này dễ để ý lắm nha. Dạ. Bây giờ ưu khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, rồi hòa đồng và nhiệt tình trong công việc quá. Còn khuyết điểm của em thì hơi không biết hát, mình không biết nấu ăn nhiều. Rồi bây giờ mình nghe bên kia coi yêu cầu như thế nào nha. Đã thật sự mình muốn có bạn trai chưa, muốn lấy chồng chưa? À, dạ em thì thật sự chưa có muốn lắm, nhưng ba mẹ em là muốn lắm lắm rồi chị. Vậy dạ. Hả, ba mẹ muốn lắm lắm? Dạ. Hôm qua thì chuẩn bị hôm nay đi á, thì ba mẹ em gọi điện kêu là mẹ em lo có khi tối nay ngủ không được luôn á. Sáng sớm thấy nhắn tin chúc con may mắn rồi á. Dạ. À, mẹ có đặt ra tiêu chuẩn là con rể như sao không? Mẹ em là thích người cao to. Cao 1m75, nặng 75kg. Còn em thì thực sự đối tượng bạn trai của em á, thì em không có yêu cầu về ngoại hình nhiều. Em quan trọng cái tính cách. Dạ. Em thích một người bạn trai là phải nghiêm túc trong tình yêu, phải trung thủy, thẳng thắn chia sẻ với nhau, không có giấu giếm cái gì hết. Và phải biết chia sẻ công việc nhà với người phụ nữ. Dạ, không có xét nét chi ly. Dạ. Nãy giờ chưa hỏi cái vụ là không ủi đồ, là bữa giờ đồ mặc là ai ủi? Em mặc những cái đồ mà nó không phải ủi, hoặc là nếu cần ủi thì em cũng ủi, nhưng mà ủi không có được giỏi. Chứ là em vẫn ủi chứ đâu có ai ủi cho em đâu. Ủa rồi có chịu ủi đồ cho vợ mặc không ta? Dạ, có gì ạ. Ở đây nhiều người làm chứng lắm nha. Dạ vâng. Quý vị làm chứng nha. Dạ. Cho một tràng pháo tay. Ủa đồ cho vợ nha. Có phụ vợ làm chuyện nhà không? Dạ có vậy, giống như tập thể dục của mình mà chị. Nhớ nha. Mình có không thích cái điểm nào ở người đàn ông không? Em là không thích người quá ốm, cũng không thích đầu cao quá. Đầu cao quá ý là trán cao quá mà. Chị Dạ em chào chị ạ. Đắng lòng. Cái gì đâu đắng lòng, trời ơi. Đẹp trai vậy. Đẹp trai. Rất đẹp. Quá đẹp. Cao. Đẹp trai. Cao 1m75 ạ. Đúng. Cái vụ này nè, có dịch vụ thiêu cấy. Thôi để về cho đẹp, thông minh mà. Thông minh cả anh Linh vậy đó phải không? Dạ vâng. Nãy hứa gì là đây nghe hết rồi nha. Dạ vâng. Chắc nha. Dạ. Chắc thì tôi bỏ qua cái vụ này. Dạ, chị cố gắng giúp em ạ. Cố gắng. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Ok. Để em quan coi bên đó cao thế nào nha. Nhìn dạ. Vô cái là chăm sự thiện cảm. Dạ. Rất là hiền. Dạ, vậy được chị. Em thích người hiền. Em cho anh. Cho anh cười dữ vậy. Tráng cỡ anh Linh này là được. Được không? Dạ, cũng được anh. Dạ. Được không? Được không? Anh là quá tiêu chuẩn của em luôn rồi. Không, nói vụ cái tráng thôi, không cái có tráng nói, thôi hả? Không nói cái tráng thôi, không có nói cái mặt cái người. Dạ cũng có hơi cao xí chị. Nhưng mà được không? Bằng kia cao hơn. Bây giờ mình lấy người yêu chứ đâu lấy cái tráng đâu sợ. Dạ. Đúng không? Tráng không có quan trọng. Hả? Dạ. Con này dễ thương lắm. Dạ. Anh vô anh rung quá trời rung luôn. Em công an điều khiển được á. Ông em hiền lắm. Được điều khiển được. Rồi chị hỏi em nè, em nhìn thẳng mặt chị em tin chị không? Dạ em tin. Em có đi với người thân không? Dạ có. Ai đâu? Em gái em ạ. Rồi. Kia chị. Chào em. Dạ, em thấy anh đó là sao? Dạ em thấy anh bên này cũng được. Nói chung là rất cũng phù hợp với chị em. Có gì dạ. Em gái đi. Nói đi. Đây này, tâm sự nhờ đây nè. Đúng rồi anh, người ta nói là sang sông phải bắt cầu kiều. Muốn yêu cô chị thì phải chiều cô em. Nên anh muốn cua chị em là phải vượt qua cửa ải này đây. Đấy, đấy. Nói gì đi. Anh cũng sẽ cố gắng làm tất cả. Vì Vì ai? Vì em và chị của em luôn.
Nó nhìn em đón chị đi, nhìn em đón chị. Thúy Kiều với Thúy Bình cũng quá. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với chị gái em ạ. Rồi chị gái, chào chị. Chị thấy bé bên này sao? Dạ bé dễ thương. Nó nói gì với bé thưa coi. Thì em cứ thử quen em trai chị đi rồi em biết. Biết cái gì? Rồi biết tay chị hả? Chị lắm. Chị là chị ruột luôn hả? Dạ. Là bên đây là chịu dặn em dâu ha. Hai người thân chịu rồi đó. Dạ vâng. Không biết mình có chịu không nha. Dạ. Bây giờ quan trọng bên kia có chịu bên đây không nè chứ. Rồi kéo màn lên. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau để hiểu hơn nhau. 2 phút bắt đầu. Chứ sao đầy luôn mà phía trước thiếu một chút. Món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. À, anh gặp em là anh thấy em sao, có giống như là tưởng tượng hồi nãy của anh không? Cũng xác suất này 80%. Dạ cảm ơn anh. Anh suy nghĩ thế nào về tình yêu và hôn nhân? Đến từ cái tình yêu thì mình đến với nhau từ tấm lòng và con tim, xong đó xuất phát xong mình bước lên từ từ lên đến tiến đến hôn nhân. Thấy trong mắt có gì chưa? Dạ rung rinh rồi anh. Ai rung rinh? Dạ em. Nhưng mà em cảm giác bạn gái có rung rinh chưa? Dạ cũng có rồi. Cũng có. Có rung rinh không chị? Cũng có. Cũng có. Bây giờ nói gì một câu giống như là mình nói tình cảm làm sao cho bạn gái rung rinh á, giống như mình vậy đó. Anh làm khó quá. Em có đồng ý anh làm bạn trai của em không? Vậy để lát nữa anh coi đèn có sáng không thì anh sẽ biết câu trả lời ha. Rồi, anh sẽ đợi. Rồi, hết thời gian. Tim đập lúc nào bấm lúc đó. Tôi điểm nhanh lắm nha. Bấm không kịp á là bỏ luôn nha. 1, 2. Bấm sớm vậy. Cảm nhận tình yêu không cần phải đếm hết. Tự nhiên bên kia thấy là hình như bấm rồi cái là nhịp tim nó hòa vô luôn. Anh Linh chưa có đếm 3 mà. Dạ trước sau vẫn bấm thôi, bấm cho đỡ hồi hộp chứ. Nắm tay nhau một cái đi coi cảm nhận như thế nào. Quýu cho vậy. Dạ rồi. Thấy sao? Dạ thấy ấm lại à. Đây thay mặt cho chương trình tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là bộ loa sao mắt i5 ha. Dạ. Tặng mỗi bạn về nghe nhạc. Dạ em cảm ơn ạ. Đây là những cái vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn có những cái buổi xem phim thật là vui và hạnh phúc. Dạ. Đã đến chương trình em cũng cảm ơn chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh đó.